Hey yo, chào mừng cả nhà đến với kênh đào luyện của Tùng và Đùng. Đây là kênh đào luyện funny, crazy và hiệu quả số 1 động lực cho những người tập luyện của Việt Nam chúng ta. Và đây là một series những bài tập Giáng sinh, Giáng ngọc, chào đón Giáng xuân. Một điều đặc biệt là tất cả những ai đang tập đều đặn những bài tập này 30 phút một ngày. Và chúng tôi đang một tuần tập 4 đến 5 buổi kết hợp với ăn uống hợp lý. Chúng ta sẽ giảm ngay 5-7cm một tháng. Tội gì nhỉ? Tập free, tội gì mà không giảm? Đăng ký tập luyện thôi. Yes. Rồi. Và cuối cùng chúng ta lại chơi một bài về bụng. Lưu ý với Tùng là gì ạ? Bụng là một cái nhóm cơ dài nhưng mà nó đốt calo thì không nhiều và lại hồi phục nhanh. Thành ra với những bài bụng này không nên chúng ta coi hẳn là một ngày tập đành cho các bạn giảm cân. Chúng ta hãy nên tập bụng sau những bài tập chính. Thì như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian, đốt calo nhiều và hiệu quả. Khi nhiều bạn muốn nhỏ bụng, suốt ngày đi tập bụng, calo mất ít lắm. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại tập một bài bụng dưới kết hợp trên. Nếu chúng ta chỉ co chân lên như này là chỉ ăn bụng dưới thôi nha. Nhưng nếu chúng ta hơi gập cong lưng như này thì ăn cả bụng trên lẫn bụng dưới. Như Tùng nói ạ, bụng là nhóm cơ dài. Nó có cơ dưới, cơ trên, cơ giữa và cơ liên sườn. Trong đó bài tập về cơ liên sườn ấy chúng ta là nhóm cơ nhỏ nhất của bụng. Ok. Rồi, lên. Đó, đây chính là cái bài Tùng nói. Đây là cái bài về nhóm cơ liên sườn này. Đây là nhánh cơ nhỏ nhất của bụng. Nên là đấy là lý do mà chúng ta thấy là mỡ ở em của chúng ta nhiều. Và với những nhánh cơ nhỏ này, chúng ta tập 30 giây một bên cho Tùng. Kéo thân lên. Ok. Tay để chéo này, bánh lại chéo này. Đó thôi, chúng ta sẽ tập bài nằm. Yeah, và chúng ta lại đi một phần hai hành trình rồi. Câu chuyện này Tùng nói đi nói lại, hành trình mới là một phần hai thôi. Và nếu mà chúng ta bơi ra nước biển, chúng ta không bơi về cảng thì chúng ta mãi mãi lênh đênh trên biển, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta đã đi được giữa biển rồi, chúng ta hãy cùng nhau bơi về bờ nào. Chiến đấu với đích. Yes. Rồi, bài này chúng ta banh chân ra này, ngang này, gặp bên. Lên. Đó, giống như chúng ta bổ búa ấy ạ. Làm chậm thôi. Và ép lưng xuống mặt sàn này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Ép chặt lưng xuống mặt sàn. Đó, rất ăn bài này, ăn lắm, Tùng rất thích bài này. Chúng ta có thể cầm miếng của tạ ở tay. Đây, cầm của tạ đây dừng lại. Rồi, tiếp theo chúng ta đá chân lên ạ. Dướn người lên tiếp. Pull up. Dướn lên. Thở. Lên nhớ thở ra nha cả nhà. Quặn bụng không? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta cắt kéo. Không tha thân dưới luôn. Hôm nay thì đánh chuyên bụng dưới bởi vì rất là nhiều bạn to bụng dưới, đặc biệt các bạn nữ. Nên chúng ta tập bài bụng dưới này sẽ giúp chúng ta siết cái phần cơ bụng vào. Khi cơ nó siết thì bụng nó sẽ nhỏ lại hơn, nó săn chắc hơn.
Thứ hai, cái phần trọng tâm dưới này giúp chúng ta tập để cải thiện phần lưng nó khỏe. Bài này chúng ta vặn này. Đó, tránh trường hợp nhiều bạn đánh chân sang hai bên này nhá. Ok. Khỏe bạn Tùng mong chúng ta hãy coi đấy chính là mục tiêu kế hoạch của năm mới của chúng ta, để chúng ta chào đón một năm mới với kế hoạch mới, mục tiêu mới của những con người thành công. Hãy like, subscribe và ủng hộ Tùng và Đùng để chúng ta thành công nào. Yes.